nhận thấy việc học sinh sử dụng điện thoại khi ở trường học có thể sao nhãng việc học tập, lười vận động, vui chơi giải trí, giảm sự tương tác với bạn bè, nhiều trường học trong tỉnh đã có những giải pháp siết chặt quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại, nhận được sự đồng thuận cao của cả học sinh và phụ huynh. Từ những năm học trước đây, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã trao đổi thống nhất với phụ huynh và học sinh để siết chặt quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại khi ở trường, khuyến khích học sinh không mang điện thoại đến lớp. Để thực hiện quy định này, đầu giờ buổi học, học sinh sẽ tự giác để điện thoại vào nơi quy định và nhận lại điện thoại vào cuối buổi học. Trong trường hợp có việc đột xuất, phụ huynh có thể liên hệ qua số điện thoại của bạn lớp trường. Giải pháp siết chặt quản lý sử dụng điện thoại tại trường nhận được sự đồng thuận cao của nhiều học sinh. Em nghĩ đây là một điều hoàn toàn hợp lý, tại vì là chiếc điện thoại thì nó đã gây ra rất là nhiều những cái sao nhãng trong học tập. Trước kia thì có rất là nhiều bạn vì sử dụng điện thoại trong giờ mà gây dẫn đến việc mất tập trung, hoặc thậm chí là sử dụng điện thoại để có những hành vi gian lận trong thi cử ấy ạ. Cho nên em thấy là việc cất điện thoại ở phòng cuối giờ nó không những là để tăng sự tập trung trong học tập của các bạn mà còn là để đảm bảo tính công bằng trong học tập ạ. Chúng em cảm thấy không ảnh hưởng gì đến việc học của mình, mà ngược lại khi không sử dụng điện thoại trong giờ giúp chúng em cảm thấy tập trung, tỉnh táo và giúp thầy học hiệu quả, cho nên dễ dàng hiệu quả hơn. Không chỉ các trường trung học phổ thông, nhiều trường trung học cơ sở cũng thấy được những mối nguy hại khi học sinh mang điện thoại và sử dụng điện thoại tại trường. Thông qua các cuộc họp phụ huynh và sinh hoạt dưới cờ, nhà trường đã tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu và chấp hành, từ đó thống nhất học sinh không mang điện thoại tới trường. Với những việc đột xuất hoặc cần thiết phải liên lạc, phụ huynh và học sinh có thể liên lạc qua số điện thoại của giáo viên hoặc nhân viên trong trường. Thống nhất với phụ huynh là không cho các cháu mang điện thoại đến trường. Còn khi nào các cháu cần thì sẽ liên lạc với các thầy các cô. Và tất cả các thầy các cô ở trường Lê Thanh Nghị này cũng từ bác bảo vệ trở đi là các cháu cần, các cháu nhờ là chúng tôi đều hỗ trợ hết. Và phụ huynh học sinh thì cần thiết thì phải liên lạc với các thầy cô giáo chủ nhiệm. Cho nên trường trung học cơ sở Lê Thanh Nghị hầu như là các cháu không mang điện thoại đến trường. Và nếu như mang điện thoại đến trường là chúng tôi thu giữ hết một năm học đấy, chúng tôi mới bàn giao lại cho phụ huynh học sinh. Em đã được bố mẹ cho phép sử dụng điện thoại và em nghĩ là việc quy định của nhà trường không được mang điện thoại đến trường giúp cho học sinh không bị sao nhãng việc học tập và không bị ảnh hưởng tới việc chơi điện thoại ra ngoài học tập trong trường. Tôi thấy là cái quy định của nhà trường là con em đến trường không sử dụng điện thoại thì với phụ huynh chúng tôi là rất là đồng tình, ủng hộ cái việc triển khai của nhà trường. Và nếu như các em đã sử dụng điện thoại thì việc học tập của các em rất khoát là sao nhãng. Nên vì thế cái quy định của nhà trường đưa ra rất đúng và trúng cho phụ huynh chúng tôi. Đại diện nhiều nhà trường cũng cho biết việc quản lý sử dụng điện thoại của học sinh tại trường được vận dụng linh hoạt. Cụ thể, với những giờ học cần sử dụng điện thoại để tra cứu hoặc lấy thông tin phục vụ bài học, giáo viên sẽ tạo điều kiện để học sinh sử dụng điện thoại. Không chỉ siết chặt quản lý học sinh sử dụng điện thoại tại trường, các trường còn phối hợp với phụ huynh để quản lý học sinh trong quá trình sử dụng điện thoại tại nhà sao cho phù hợp để không ảnh hưởng đến thời gian học tập và vui chơi. Trong một thống kê mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có tới gần 90% trẻ em Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, nhưng chỉ có khoảng 35% trẻ em được học về cách bảo vệ mình trên môi trường mạng. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh vấn đề học sinh sử dụng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, còn nhiều tác động tiêu cực khác từ mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến học sinh, nên cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ của cả gia đình và nhà trường.